Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Đang lên video 266 nha mọi người. Thông tin liên hệ ở trên màn hình ha. Số điện thoại là 0348 80 843 nha. Mọi người nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Lúc em bận rồi gọi không được các mọi người để lại tin nhắn gì mẹ ha. Để em biết nha. Rồi, khách hàng mới vui lòng chuyển khoản, em sẽ gửi hàng. Khách quen rồi thì mua ship order luôn, thanh toán sau cũng được. Hoặc là chuyển khoản thì thông báo trước cho em, thông báo cho em để em biết để em gửi hàng ha. Rồi, mọi người chưa đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký nha, để nhận video mới. Bấm đăng ký thì mọi người mới nhận được video mới nha, tại vì bên YouTube đó, nó sẽ thông báo về ha. Rồi, hôm nay lên em lên ít đồ sau đây nha mọi người. Nè, có mấy đồ rất là hay. Máy chụp hình lens này kia ha. Rồi chân J-Bot. J-Bot mini siêu đẹp luôn. Rồi cái đây. Dao ha, dao của Nhật. Dao khắc thủ công của Nhật, mở lết này kia. Đồng hồ. Rồi cái đội xe của châu Âu nha mọi người. Nè. Có một con đội 1 tấn hàng của Audi ha. Đây mọi người xem cái logo Audi của nó, cái tem nó dán tem ha, hàng theo xe của Audi châu Âu. Rồi len, có con len này của Mỹ nè, hàng thị trường Mỹ, Vita này. Ha, Vita Made in USA ha. Máy chụp hình Panasonic. Rồi, đầu tiên giới thiệu một số lens ha. Lens giá rất là ok, hành lý. Lens nè. Rồi, đầu tiên là con lens đây. Lens phim quay tay xưa nha mọi người. Quay tay là mọi người lấy nét nó bằng tay ha, thủ công. Chỉnh khẩu ha, bằng thủ công hết. Rồi con này là đẹp hoàn hảo luôn á. Made in Japan Canon. Canon 50mm 1.4 ngàm FD. Đẹp hoàn hảo lung linh luôn. Đây hai cái nắp. Đây mọi người mở khẩu phải gắn lên máy mình mới thấy được cái khẩu nó mở ha. Khẩu này mở ra to nha mọi người, 1.4 nè ha. Là khá là to luôn à. 50mm chụp chân dung rất là ok, đẹp luôn. Đây ngàm FD. Đó, vô ngàm là mình chuyển qua máy số, cái số bây giờ mình xài nè mọi người. Đây, ở đây ví dụ cái máy máy này ha, Panasonic GH4. Đây, chuyên quay phim chụp hình. Quay phim không giới hạn 4K. Đó. Nè. Cảm biến rất là to luôn. Rồi. Đây bây giờ mình chuyển qua ngàm này nè, ngàm của Panasonic là ngàm M43 ha, đó. Là chuyển từ ngàm FD sang M43 nè ha. Gắn vô xài. Đây. Đây lấy nét tay là như này mọi người nè. Nó đang mờ nè ha. Chưa lấy nét được nè ha. Mình xoay tay nó sẽ lấy nét ha, xoay cái vòng này nè. Nè. Đó.
máy rồi, máy chưa có thể nhớ ha. Rồi con len này với lại tặng kèm luôn thể nhớ. Ô tặng kèm luôn cái ngầm chuyển nha mọi người. Ngầm chuyển xem M43 nè. Không tính tiền ngầm chuyển. Tặng kèm luôn, mấy bác nào xài Panasonic thì vô luôn ha. Ngay đúng luôn ha. Đó. Đẹp hoàn hảo luôn, tặng kèm ngầm chuyển, giá 1.700.000 mã số 1. Số 2 là một con này là con Binota này. Binota cũng đẹp không kém. Minota Made in Japan 58mm 1.4. Rất là mượt. Con này cái ngàm nó là MD nha mọi người ha. Con Canon là FD, con này MD ha. Đây có ngầm chuyển hết nha. Mấy con này chụp số phong rất là ghê gớm luôn mọi người. Khẩu nó lớn á. Có 1.4 rất là lớn, chụp chân dung số phong rất đẹp luôn. Rồi con này là Minota mã số 2 ha, 1.4 triệu, tặng kèm cái ngàm luôn, không tính tiền luôn rồi nè. Ngàm MD sang M43 ha. Rồi tiếp theo một con đây, con len này của Nga nha mọi người, len xưa của Nga ha, dòng máy phim của Nga, máy chụp hình đó, chụp hình phim. Rồi con này nó có mã nè, thông số nó là 581F2 ha. Đó, khẩu 2. Đây. Con này chia ra nó xước râm nha mọi người, xước râm lông mèo. Chụp lên vẫn ok. Con này nó ra cái bóc cát sấy nha mọi người. Và cái số phong á, cảnh xung quanh nó sẽ tạo lên cái hiệu ứng xoáy rất là độc. Con này
Con này ngầm M42 nha mọi người. Ha. Ngầm M42 là ngầm xoắn vô. Đây em không có sẵn nè mọi người. Nên mọi người tự đặt bên ngoài ha. Ngầm nó từng chừng 200, tầm trung bình 200 cái ngầm mọi người. 500 ngàn. Nó có tất cả qua máy Canon, Sony, Bana, Olympus ha, đầy đủ. Nikon có hết. Các xài máy kiểu số có hết. Kiểu số mà 2 ngàm được á ha. Ủa, 2 cái lens được á. Rồi con này nó có một nắp trước mọi người. Về nó có nắp trước gì thôi ha. À, nắp zin của nó. Nắp sau nó rớt mất. Rồi mã số 3 ha, 600 ngàn. Một con lens của Nga. Rồi tiếp theo con lên số 4 ha. Con này là Minolta 1135. Chuyên chân dung. Chân dung 6 phần. Chân dung hoa lá cành luôn, bông hoa rồi. Chụp cự ly xa không ngờ, 135mm. Này, Minolta đẹp. Rất đẹp. Kính đẹp long lanh luôn. Này. Đầy đủ hai nắp. Có bụi bên trong luôn rồi, đẹp long lanh nhưng mà xài là nó phải có bụi ha, xài thời gian nó sẽ phải có bụi bên trong nè ha, bụi nó dính trong. Con này ngàm ngàm nó là Minolta ngàm. Ngầm MD nha mọi người. Ha. Ngầm MD Minolta. Đây. Xay rất là êm, nhẹ nhàng. Khẩu 135 3.5. 6 phòng. Đây nó còn cái hút che nắng nha mọi người. Cái này là cái nón che nắng zin của nó luôn. Nó sẽ vặn vô đây nè. Đó, che nắng á. Chụp ngoài trời nắng không bị chói ha. Quá đẹp. À, cái này mình zin nó nè. Đậy vô vậy thôi. Nắp bằng hợp kim, bằng kim loại nha. Nhôm. Không phải bằng nhựa như mấy nắp giờ ha, xưa. Bao da luôn nha mọi người, da thật, nguyên cái bao luôn. Da bên sản xuất thủ công. Rồi mã này là số 4 ha, 600 ngàn. Rồi năm Thanh lấy hai con lên này. Lên cho bác nào về vọt chơi ha. Cái này nó bị chung nó dơ nè, nó có móc bụi rồi ha. Con này đẹp hơn. Đây. Lên Tamron. Tamron in cho băng. Tamron này macro nha mọi người. Chụp được macro ha, chân dung. Ôi chụp cận cảnh á. Cận cảnh nha. Đây thông số đây. Lens này lens zoom ha. 4.5. 85 đến 210. Khẩu 4.5. Zoom ha. Zoom xa mọi người. Cái này có hút che nắng nè, nó nằm ở trong cái lens luôn, dính trong lens luôn ha. Kéo ra là che nắng. Trong chân châu hoàn hảo. Chân châu vệ sinh lại nha, tình trạng nó dơ ha. Con ngàm này em cũng không biết ngàm gì, trong cái bác có chơi qua thì về chế ngàm ha. Đây chuẩn nè, thằng này USA luôn nha mọi người, Mỹ nè ha.
Nhật xuất Mỹ, hai con len này nè, xuất Mỹ. Rồi con ngắn này là 3580 mm, 3580 f2.8, cùng ngàm với con này nè. Em không có ngàm ha, các bác giờ tìm mua hoặc là chế. Rồi thanh lý hai con này mã số 5 ha, hai con luôn 500.000 giá thanh lý. Rồi tiếp theo con đẹp, con len này đẹp long lanh, con len này chuẩn Mỹ cho mọi người nè, mắc in Utah Vivita, hộp da, cái hộp da này nói chung là trưng bày nó quá đẹp luôn, để sưu tầm để tôi kiếm, quá đẹp hộp da. Đây con len rất là to nha, con len này Vivita Series 1 ha, Series 1 quá nổi tiếng của Vivita ha. Nào, đây kiến nó nói chung long lanh ha, có bụi có chấm chấm, này vệ sinh lại nhưng mà lại len xưa rồi mấy chục năm, cái này như 5980 mấy thì phải không, cái đời nó sản xuất ra. Đây này là một khẩu 3.5 ha, 72 nhân 210 len zoom, zoom xa nha. Đây, zoom và macro được luôn, chụp macro zoom và chụp cận cảnh nè ha, chụp ong ruồi này kia đó, đưa vô chụp. Rồi con len này ngàm nó đây, ngàm nó là OM ha, Olympus, ngàm chuyển Olympus nha mọi người, mua ngàm Olympus ra các máy khác là có à, không dùng. Đây, gắn vô máy thử luôn nè. Đó. Ok giờ. Cái len rất là nặng tay nha. Cầm nó nặng hơn cái body ha. Đây. Cái con này lấy nét kiểu này nha mọi người. Nè. Đây, cái vòng này là lấy nét nè. Còn kéo ra kéo vô là tiêu cự ha. Nè, 70 đến 210 nè. Zoom lên xa là kéo xuống 210 ha. Còn muốn macro là cái vòng đây, cái mũi tên nó chỉ nè, đây ngay cái đường trắng là đang chụp bình thường nè ha, mũi dấu chấm đỏ nè, kéo cái khẩu này hết xuống, ồ kéo cái vòng này hết xuống ha, rồi cái lắc nó qua đó, lắc qua macro ha, rồi lắc trở lại và chụp bình thường ha. Đây, cái khoảng không trong đây nó không đủ để em chụp mọi người. Đây mọi người xem meter nè ha. Nó là tối thiểu là 2 mét ha. Đây cái vật nó gần quá. Đây, nó cái này xa này. Đây cái chữ này mọi người. Đó em lấy nét lên nè. Rồi. Máy không có hay nhớ mọi người. À, xuống 70.
Rồi còn chụp macro á là mọi người chỉ kéo tới cái lui cái dòng này ha, chụp macro nè ha, chỉnh xuống macro đi ha, bấm vô cái này nè và vặn qua macro ha. Rồi rồi muốn chụp cái này, chụp một cái vật gần đây nè, đó sẽ kéo ha, này macro nè, rất là cận luôn á đó. Cho em chụp rất là cận vô cái vật đó. Khoảng cách nó nè, không tới gần nè, chụp macro ha, sẽ kéo cái này nè ha, không cần vặn nữa, macro thằng này nó thiết kế là kéo lên nè, cho tới cái lui rất là hay đó. Nét ra nha, rồi con lên này. Đây. Lên này mã số 6 nha mọi người, 1.700.000. Rồi tặng luôn cái vòng xe máy Panasonic nè, cái vòng chuyển ha, bác nào xài Bana thì lấy luôn ha. Rồi tiếp theo là con máy Panasonic nha mọi người, bán luôn máy này ha, bác nào thích thì chơi Panasonic Lumix GH4. Nguyên zin cao su còn ngon luôn nè, cao su không có bong mọi người, sợi rất là chắc mà không có bong đó. Máy đầy đủ các tính năng luôn. Đây là tai nghe nè, rồi cắm mic 350 nè ha, đầy đủ cắm tai nghe nè ha, lúc quay phim mình sẽ cắm vô cái tai nghe để mình nghe ha, quay chuyên nghiệp nó phải nghe kỹ cái âm thanh trước khi mình quay ha. Rồi nó có tạp âm gì không, rồi này HDMI ha, rồi design AV out luôn ha, ra cổng hình ảnh. Con này chuyên dòng quay phim của Panasonic ha, GH4. Rồi là mấy nút chữ còn sắc nét hết, rất là ok. Ok hãy nhớ đây ha, hãy nhớ bự HD. Rồi bên đây có một cái lỗ cắm remote nữa. Cắm remote điều khiển ha. Màn hình xoay lật 360 độ luôn. Đây. Lật ra phía trước để mình quay phim mình luôn ha. Hoặc là quay phim mình hoặc là đó, chụp ảnh gì đó. Ok. À, nó xoay vòng vòng được mọi người. Rất là cứng cáp nha, chúng xài rất là lâu mà nó còn rất là ok luôn. Thiết kế body này là chống chống được nhiệt độ lạnh tới âm 10 độ C nha mọi người. Ha. Chụp ở băng tuyết ok luôn, không sợ. Body nó rất là xịn, cái này của Bana không sợ bị ẩm mốc. Rồi đây là cái len kit, len 12-32 của Panasonic luôn ha, Lumix này, chống rung Mira OIS nè. Đây, đây 12 nè, chụp góc rất là rộng nè. Rồi. Thấy góc không? Đó, rất là rộng nha.
Đây, tốc độ chụp liên tục mà. Hẹn giờ. Rồi chế độ đây, chế độ đang là A ha. Chế độ A tự động S, M đó. Rồi chế độ quay phim nè, M ha. Đó, quay phim bấm nút này hoặc là bấm nút quay cũng được, nút chụp hình cũng được ha. Nó có nút quay ở đây nè ha. Rồi dưới đây nó có bánh xe điều chỉnh ha. Vô menu đây, tiếng Việt hết nha, có phiên bản tiếng Việt hết nè, rất là dễ sử dụng. Chất lượng ảnh nè, đây 4K ha, 130 frame, nó ghi được tất 4K không giới hạn nha mọi người, là cái hệ cái nhớ mình nhiều nó ghi hết bao nhiêu, không cần phải không sợ nóng máy luôn. Cái con này đặc biệt quay phim là không sợ nóng máy không rồi, chuyên quay phim luôn, quay phim chụp hình nói chung sử dụng nó không sợ bị nóng máy, sử dụng liên tục mấy tiếng đồng hồ ha. Pin cũng rất là tiết kiệm nha. Con này nó có một cái đèn blast ở đây, đây có đèn lát nha mọi người nè, lát ok rồi. Rồi filter, cái ống kính, ống ngắm điện tử có cảm biến đây nè, để gần lên mắt mình sẽ thấy ha. Ok hết, hoàn hảo. Rồi cái máy này kèm với sạc sạc nhanh của Wasabi ha, một pin, cục sạc nhanh này sạc được 2 pin ha. Máy hiện tại máy nè, theo máy là 1 viên pin nha mọi người nè, pin zin hãng Panasonic. Này mọi người cắm vô chân USB nha, USB của sạc điện thoại bình thường mình đó, sạc iPhone cũng được luôn, cắm vô lên chân USB rất là thông dụng. Đây cái chân USB như vậy nè mọi người ha. Đó, cắm vô lên ha, nó đỏ, lát nó tắt đi, à, nó màu xanh lá cây á, là nó đầy ha. À, chân này mọi người xài nhà chắc có ha, nhà em cũng không có cục sạc ha, tại vì xài chung, em cũng xài chung với điện thoại được ha, nên thì rất là dễ. Rồi này sạc được 2 cục pin cùng lúc luôn. Các bác muốn không mua thêm pin thì mua tìm điện thoại ha, thôi tìm máy chụp hình, người chuyên dù hình họ sẽ có bán viên pin này ha. Rồi. Rồi, này là máy tính năng, máy nút chức năng ha, này chỉnh ISO nè, chỉnh cân bằng trắng đó, có lên hết rồi, dễ sử dụng. Cái này phím xoay và 4 chiều luôn ha, bấm vô cũng được. Rồi bộ máy nè, có cái này cái nắp của cái len. Rồi bộ máy này mã 7 ha, 11 triệu. Vô luôn đó. Mười một triệu là máy len với lại cái cục sạc ha, cục pin, một cục pin
không có thẻ nhớ mọi người, mọi người hãy nhớ ghi nhắn vô ha. Rồi rồi tiếp theo em giới thiệu về hai cái mũi này, mũi khoét nha. Mũi này đúng vô bộ luôn, một cây làm sắt ha, cây này khoét mũi hợp kim khoét sắt mà, con này khoét gỗ ha, mũi nhọn một cặp luôn, hàng Nhật, hiệu Nhật, hiệu mũi ngôi sao nè. Hai con lưỡi ok hết, con này rất là đẹp luôn. Rất là rộng nha. Con này nó khoét được 12 ha, cái lỗ 12 cm trong con gỗ nè. Còn con này khoét được cái lỗ 12 nha mọi người. Nè, 12 cm luôn nha, con nhỏ này. Mà nó dạng nó một lưỡi á. Hai diện kia nó ra đây, này một lưỡi ha. Nè. Cũng 12 hết á. Nhưng một con là khoét gỗ, con này khoét thép nè mọi người. À, lưỡi này là cái hợp kim khoét thép nè. À. À, giống như cái lưỡi dao tiện trên máy tiện cơ khí mọi người. Rồi hai con này mã số 8 ha, 250.000. Bán chung nha mọi người. Chung hai con. Rồi số 9 là một cây kiếm nè. Cây kiếm của Nhật. Nó giống cây kiếm, em gọi kiếm nha mọi người. Không biết nó dao hay gì, kiếm hay gì nữa. Nhưng mà nó khắc thủ công rất là đẹp luôn nè. Đây. Con rồng nha mọi người. Đây là con rồng nè. Con rồng hàng Nhật nó khắc thủ công nè ha. Đó, một con à. Rồi đây nó chạm sọt cừ đá gì nè. Trắng trắng. Trong á. Đó. Giống sọt cừ. Rồi lưỡi, cái cán này bằng nhôm luôn nha mọi người. Full cán bằng nhôm ha, lưỡi thép. Lưỡi này rất cứng, cứng lắm. Cứng bén. Chung lưỡi liền. Cứng bén. Lưỡi giống lưỡi kiếm nha mọi người nè. Kiếm mini. Giờ mấy bác chế vô cái gì ta, cái vỏ gỗ nữa ha, là trưng bày quá đẹp luôn. Rồi kích thước con này là 24 cm, 23.5. rồi chỉ 600.000 nha mọi người, mã số 9 ha. Rồi 10 là con dao xưa của Nhật. Đây con dao này dao đi rừng là dao đa năng xưa của Nhật. Dao đa năng cán gỗ ha, dạng xưa. Đấy, rất là xưa rồi. Nhật làm thủ công. Đầy đủ tính năng nè. Đó, lưỡi dao nè ha. Bén lắm. Không có bị mẻ. Rồi. Lưỡi dao rồi. Cái thứ hai là cái lưỡi dao phụ ha, một cái lưỡi dao lớn, lưỡi dao nhỏ nè. Rồi số 3 là cái đây. Cái đồ khui ha mọi người. Khui hộp. Khui hộp thực phẩm. Rồi số 4 là cái đồ khui rượu nè, khui bia, khui rượu nè ha, khui chai. Bích dẹt luôn để nại đồ.
Rồi tiếp qua đây là cái một cái mũi soi đồ ha, mũi nhọn để soi đồ. Rồi cái này là khui rượu van nè ha, khui rượu van ha, còn hoàn chỉnh luôn, thép rất là nhọn như cái lò xo đó. Rồi cái cuối là cái móc treo khóa hoàn hảo, cán gỗ. Hãy bác về đánh bóng lại ha, lên màu bu đồ lại nó đẹp lắm. Đây là nguyên zin của nó. Rồi con này kích thước là 12 cm ha, độ dài 2 cm, mã số 10 nha, 400.000. Con dao đa năng của Nhật xưa mà vũ công. 11 là cây bút bi nha, bút bi của châu Âu, bút bi hiệu của châu Âu xưa mọi người. Đây ngồi nguyên zin, ngồi zin của nó bằng đồng nè đó, ngồi màu đồng màu vàng. Mực đã bơm là ok ha, tại vì nó xưa mà, mấy chục năm mà mực đâu nó chai hết rồi, giờ bơm lại mực nhau nữa, bơm ruột à. Rồi chung đẹp, bề ngoài đẹp hết. Đây bỏ nó, rồi mã 11 ha, 200.000. Rồi tiếp theo một cây dũa, dũa sứ của Nhật nha mọi người. Dũa này đây, dũa lít dao bằng sứ nha, nó full là bằng sứ, xài rất là bền lâu. Đây, trồng dao dùng để lít dao khi mà mình sử dụng, lít nhẹ cái bề mặt lưỡi á, trong quá trình sử dụng ha, chứ không phải mài lại nha mọi người. Mà lại là mình phải cần cái dũa mà loại hộp lớn hơn. Con này chỉ liếc, nó rất là mịn, nó bằng sứ, rất là mịn thôi. Còn tròn vo luôn ha. Rồi kích thước nó là 34 cm nha. Cái con dũa liếc này mã số 12 ha, 400.000. Rồi tiếp theo một con đây, con mỏ lết ha, mỏ lết nhỏ nè. Mỏ lết này rất là hiếm, hiếm gặp nha mọi người. Lết tờ Japan, mỏ nhỏ nhưng mà răng lớn nha, hàm lớn, hàm ngậm đồ cứng đó. Hàm như bình thường nha mọi người, hàm như cái con lết dài vậy mà nó lại ngắn, để cho mình làm việc ở trong cái khoảng không nó nhỏ làm được luôn, mở được luôn đó. Thiết kế rất là hay nè, hàm nè, hàm rất là đẹp luôn, như mới, rất đẹp đó, rất đẹp luôn nha. Hàm rất là to, hàm mở được 36 mm nhưng mà ốc 36 trở xuống ha, con tôm quá đẹp. Rồi con này 350 nha, mã số 13 nha mọi người. Nè về cái móc nè, bác nào hỏi mấy cái móc móc thắt lưng để treo cái đồ nè, đồ nè mọi người. Móc này có thể xếp gọn ha, chưa sử dụng luôn nha. Nè mở cái này ra, đây nó về nè ha, đây bằng nhôm nha mọi người, hiệu Tajima bằng nhôm, rất là nhẹ. Còn cái móc này là bằng thép ha, chịu lực cao, chục ký không ăn thua ha, rất là cứng. Này luồn vô thắt lưng mình nè ha, rồi đeo vô bên mình, rồi leo cao làm gì thì gắn cái máy lên ha, treo đồ búa kìm này kia nữa, không hết thì cất vô chỗ gọn. Rồi này mã 14 nha, 150.000.
Rồi nay về hai cái kìm bấm rồi. Kìm bấm móng mọi người. Bấm móng hoặc là mọi người bấm gì bấm, bấm cành cây cũng được luôn. Đây. Cái mặt quát nó lởm nè. Con này vặt hẳn xíu. Có hai con ha. Rồi, đầu tiên con mã 15 ha. Đây. Con này hiệu Suwada. Suwada Made in Japan có ghi hiệu ha. Đây. Mã bóng là rất đẹp luôn. Lưỡi nó bén. Nó khuyết cái là nó quíu một chút xíu ở trên cái mũi ha. Chứ còn độ bén thì nó rất là ok luôn. Rất là bén. Đây, con rất là nhẹ nhàng. Rồi con này mã 15 ha, 200 ngàn. 16 này cũng 200 luôn. Cũng hàng chuẩn bên Nhật luôn rồi. Rất là bén. Dày dặn chắc chắn, thép trắng. Này, rất bén luôn nha. Đó. Lưỡi hoàn hảo nè. Này dính keo đó, mọi người. Dính keo dơ tí. Chứ không phải bị gì nha. Rồi mã 16 ha. 200 ngàn luôn. Rồi con kìm bấm cót nè. Hiệu hiệu Mỹ luôn nè. Kiểu to, bấm cót to của Mỹ. Rồi cót đầu. Đây, cái đầu nó hình này nha mọi người. Lục giác á. Có lục giác nhôm bự á. Đó. Rất là to, chắc, khỏe. Rồi cái này nó bấm cái cót là đây, đo cái thước 11.8 mm nha mọi người nè. Nó 12 nha mọi người. À, nó là khoảng 12 nha. Rồi. Cái lỗ nhỏ nè. Nó có một lỗ lục giác nhỏ nữa nha. 2,5 ly. Lỗ lớn 12, lỗ nhỏ 2,5 ly ha. Hai cỡ. Rồi đẹp hoàn chỉnh. Mã 17 nha. 300 ngàn. Giá rẻ thanh lý. Rồi tiếp theo một con đội xe ô tô nè. Con đội vỏ cốp xe ha. Tải 1 tấn 1.000 kg. Thông số nó có ghi đây nha mọi người. Quay rất là nhẹ nhàng. Kiểu rất đẹp. Kiểu rất là ngầu luôn à. Kiểu đội đẹp lắm. Hoạt động chân châu hoàn chỉnh. Đây cái con đội này là nó của châu Âu mọi người nè. Nó theo xe Audi nha mọi người. Mọi người thấy logo Audi không? Đó logo xe Audi. Con này nó tải 1.000 kg, mát tải nè, 1.000 kg nè. Có ghi đây nè. Nó bị bay cái chữ tem. Rồi rất là nhẹ nhàng nha. Đây. Quay lên ha. Quay nó sẽ nâng lên. Đó. Tải nâng 1.000 kg. Nâng lên rất nhẹ. Có cấp xe rất gọn luôn. Đây. Nâng cũng khá là cao luôn nha. Nâng lên sẽ đứng như vậy nè ha. Con này nè, nâng lên nè. Nâng hết cho bên ra cho người coi luôn. Rồi. Đây, hết bên nó đứng lên như vậy ha. Đó.
Đây nó có lò xo nè, cây chống nó sẽ tự động nâng cái chân này lên ha, nâng cao nó sẽ đứng lên giờ, hấp xuống thì nó nằm xuống. Đây độ cao nó nâng lên rồi mọi người, là lên tới đỉnh luôn là 350 mm ha, 35 cm, hấp xuống nó còn như đây, hấp xuống nãy độ khoảng 10 ha, xuống thì nó tầm đó ha, 10 cm, nâng lên 35 cm, rất là ok mọi người. Về nâng tủ, nâng bàn, nâng đồ cũng quá ok luôn. Nó cái gầm nó hấp á, đút vô nâng. Rồi chung hoàn hảo, hoạt động ok ha, tình trạng còn khá đẹp nha mọi người. Xem nước sơn nó còn nữa ha, khi sử dụng mình nó chảy mấy chỗ này trước là nước sơn nó còn đen luôn. Rồi con này mã 18 nha, 800.000. Đây rất là gọn nha, chiều dài nó cỡ 35 cm, nó rút gọn nữa ha, 35, nâng lên cũng 35. Rồi con đội mã 18 nha, 800.000. Rồi, tạm thời để đây ha. Rồi tiếp theo một con khoan tai ha. Con khoan tai hàng này cũng là châu Âu nha mọi người. Đây Poland ha, Poland là của Phần Lan ha mọi người ha. Một Phần Lan sản xuất, cứng cáp rất cứng luôn, còn rất là cứng, độ mới còn cứng này. Khoan tai ha, khoan tai xưa, nè em vặn cái vặn cái đầu kẹp ra cho mọi người xem ha. Cái đầu này nó kẹp độ 10 ly trở xuống nha. Đầu khá to luôn, đầu cũng to. Đây, 10 ly trở xuống, xuống tới 0.5 ly ha, 1 ly 0.5 thì quá, ai xài nhỏ dữ. Nhỏ mà lấy cái này thì sao coi, vừa cầm lên để xuống gãy luôn ha. Đây, khoảng 1 ly ha, chung một ly nó cũng kẹp được, một ly đến khoảng 10 ly. Rồi của Ba Lan, Phần Lan sản xuất ha, hai tốc độ nha mọi người, nè người xem nè, đây thủ công nhưng mà nó có hai tốc độ nha, làm người quay bên đây nè, nó sẽ tốc độ nhanh nè, người xem nè, cái này mọi người đúc cái tay quay vô ha, cái cờ lê không được. Rồi chế nha, nhìn nó như vậy ha, nó gắn vô đó. Rồi khỏi cái tay này qua được nữa ha, đổ qua đây thì cầm quay bên đây, tốc độ chậm nè đó. Hai tốc độ đầy đủ luôn, nhanh nè. Rồi khoan rất là độc, con xưa, con tai xưa hữu công. Ở đây kích thước nó là gần 40 nhưng mà chiều cao 40. Rồi con khoan này mã số 19 ha, 550.000. Khoan
Thái xưa châu Âu. Rồi tiếp theo một chatbot video, chatbot video của Winter Japan sản xuất, full nguyên cái bọc luôn nha, bọc trên full, độ mới còn rất là cao. Đây chân này mọi người gắn ở đây ha, siết lại ha, nha. Chân này chuyên quay phim nha, chụp hình cũng được. Quay phim thì nó có lợi thế hơn là cái này nè mọi người. Cái đầu này nè, cái đầu này nè, nó rất là nhẹ ha. Đó. Mình quay qua quay lại để mình quay phim á, bền lên bền xuống ha. Nó ok lắm. Nó khô mọi người nhớ mở ra, nới ra và nhỏ cái dầu vô, nhẹ lại. Ở đây cái cục này là mở nhanh nè mọi người. Cái này mình gắn vô máy ha. Cái này máy chụp hình gắn vẫn bình thường nha nè. Mình gắn một chân nó tự hụt cái này vô. Còn trên máy quay phim nó sẽ có một cái lỗ để nó gãi này ha. Lỗ này. Nhấn xuống, nhấn nhanh. Đây. Ở đây ba cục cao su nha mọi người. Cục cao su này nó có khuyết cái là nó nứt xíu ha nè. Các bác về lấy cái keo 502 chấm lại giùm em ha. Là nó ok. Đó. Một cục đó nó muốn rớt ra nè ha. Rồi chấm lại ha cho nó dính lại vậy. Rồi đến coi kích thước cái con này ha. Cái chân này mọi người kéo ra cái lắc qua là nó khóa lại nha. Nè, khóa lại rồi nè. Mình lắc trở lại ngay cái đường khe với lại cái dấu chấm nè. Là nó sẽ mở ha. Để hụt vô được. Rồi kéo dài ra đo chiều cao cái. Rồi kéo một chân ra là biết rồi ha. Cao nó kéo dài. Rồi con này 1m2 nha mọi người. Kéo dài ra 1m2 nha. Ha, cái cục su này nó bị nứt ra nè. Bác dán lại giùm em nha. Nè. Nhấn lại cho cứng lại. Rồi chân này kéo dài 1m2 ha. Xếp gọn rất là gọn. Đây xếp gọn rồi nè. Còn lại là 27cm. Xếp gọn 27cm. Kéo dài 1m2. Có túi. Có túi đây. Có túi bỏ luôn ha. Rồi, bỏ ba lô rồi rất là gọn hơn, đi du lịch đồ chụp rất là sướng. Chụp điện thoại mọi người mua cái đế ha, 15-20 ngàn, ngoài đường nó có bán hoặc tìm điện thoại ha, gắn lên là gắn điện thoại được xong. Rồi mã 20 ha, 600 ngàn. Rồi 21 cũng là một cái chân chụp hình nha mọi người, chân chụp hình quay phim. Đây, chân này của Kit Handy Pop Made in Japan sản xuất. Nhật Bản sản xuất hết ha. Đây. Chân này full bằng nhôm mà. Nhôm hết nhưng mà ha. Con ốc này bằng thép. Con ốc chống dưới đất nè. Nó sẽ bằng thép, nó cứng để nó chống đất, chống xi măng, chống này cũng kia ha. Không có bị mòn. Đây. Cái này nói kéo dài ra mọi người sẽ lắc cái qua cái này ha. Để kéo dài ra nè ha.
lắp qua cái kéo dài ra, lắp qua kéo dài, lắp kéo dài, đây kéo dài luôn nha. Rồi cái chân này nó kéo dài khoảng ngang đầu em luôn á mọi người, khoảng 1m65, 1m65 ha. Rồi đó, chụp hình quá ok luôn, nó thiết kế là phù hợp với mọi người luôn, từ người lớn đến người nhỏ đều chụp được, ngang tầm mắt mình để chụp luôn, không cần phải khương. Cái này chân này là chụp một chân, chụp nhanh, chụp tác nghiệp không rồi, mà nó dùng để chống rung á, đặt máy lên chụp kịch 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 ha, chống rung rất là tốt, chống xuống là đứng vậy là chống rung mà ha. Bây giờ mình cầm tay nó rung rồi, hoặc là làm cây gậy cầm máy đi cũng được, hoặc là cầm máy máy điện thoại cũng được luôn. Mua em gấp 15.000 ha, 20.000. Rồi quay phim cũng dùng cái này luôn nha mọi người ha, máy quay phim cũng dùng cái này luôn, cầm đi cũng chống vậy nè, quay ha, em sẽ quay lại, xoay lại luôn, ban qua ban lại luôn nè, đỡ rung rất là nhiều, rất hiệu quả. Rồi con chân này 550.000 nha mọi người, mã 21 ha. Rồi tặng bác cái túi không biết của nào rớt ra túi ha, bỏ nó vừa bỏ vô luôn. Tiếp theo là cái cảo nha. Một cái cảo bạc đạn của Super Made in Japan. Đây, thương hiệu Super quá nổi tiếng. Còn nhọn ok ha. Rất là đẹp. Hoạt động tốt. Đây, nước xi chưa chảy gì hết ha. Xài là nước xi đây nó sẽ chảy đầu tiên nè. Ha, đây. Nguyên luôn à, nguyên ha, cạnh sắc bén đây. Rồi hoàn hảo, cái này là size số 3 nha mọi người, Super 3 nè ha, số 3 nè, cái thước độ dài cốt là 10. Đó. Mở trong mở ngoài ha mọi người, đổi cốt là nó sẽ cạo bạc đạn ngoài và bạc đạn trong ha. Rồi mã số 22 400.000. Cái cẩu bạc đạn. Rồi tiếp theo một cái đồng hồ quá độc. Cái đồng hồ Nhật Made in Japan sản xuất. Đây. Made in Japan ha. Nó biểu tượng một cái con thuyền ra khơi, con thuyền buồm xưa. Cọc số La Mã ha. Kiến Mika, kiến trong, kiến nó nhô lên mọi người, kiến hình ống, hình trụ nè. Mọi người nhìn ha. Đây. Mặt sau nè, đồng hồ này dạng để trên bàn, tủ ha. Trên tủ để trên bàn cao. Nó sẽ đẹp. Rồi đặc biệt cái là nó có một cái học bí mật nữa nha. À. Đây. Bí mật nha mọi người, để treo đồ ha, treo một chìa khóa, treo này treo kia. Và ở đây nó có nhạc nữa nha mọi người, đây đây là cái nhạc đó nha, còn hoạt động luôn nha mọi người, mở ra nghe nó cái tiếng kêu không, đưa sát cho nó xài một cái viên pin nhỏ đây nè, mấy bác về hai nha, đó gỡ ra hai này, nguyên viên của nó còn kêu luôn, biết sao nó kêu không, nó có một cái cảm biến ánh sáng đây nè ha, khi mà mình đóng vậy nè, đóng vậy, đóng à, đóng nguyên cái này vô nè mọi người, đây đóng cái này vô nè ha, là nó sẽ tắt ha,
mở ra giày được ra là nó sẽ kêu, nó hát nhạc, nó là cái bản nhạc. Đây, lấy tay che nó vẫn tắt nè. Nào mở ra kêu nè. Tắt. Kêu. Tắt. Hả? Giờ hai pin vô cho kêu lớn nha. Rồi đây là con máy nhìn của nó. Giờ ban sản xuất máy Tokigi Tokyo Japan, chạy pin một viên pin nhỏ. Nó vô nè, tóm lại nó sẽ tắt nhạc. Đó, mở ra nó sẽ hát, cảm biến nó ở đây nè. Đó. Quá đẹp, vỏ này nhựa ha, màu bóng bẩy còn tình trạng quá đẹp luôn. Rồi con đồng hồ này mã số 23 ha, 800.000. Rồi cuối cùng là một cái hộp của Nhật nha mọi người, cái hộp đựng đồ của Nhật. Đây cái hộp đựng đồ ha. Đây, thông số mở ra coi nè. Đó, sản xuất tại Nhật ha, phòng kinh doanh điện thoại Tokyo. Cái hộp này đây, hộp nó bằng thép ha, nó sơn màu trắng bên trong, màu xanh ngoài. Chung nó có cấn mớp nha mọi người. À, đây nó bị mớp nè, nhìn rất là cứng. Loại này nó khá là cứng, cứng lắm. Chung còn dùng ok, đựng gì đựng. Rồi bán chỉ 250 thôi nha, mã 24 ha. Đây cái chiều dài nó là 29, chiều rộng 21, chiều cao 15 ha. Rồi mã 24 250 ngàn. Rồi hết rồi, kết thúc video đây mọi người. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi ủng hộ ha, hẹn gặp lại video kế tiếp. Rồi xin chào mọi người.